vì sao tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bất ngờ ra Bắc. Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng là chiếc Gepard 3.9 đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, căn cứ của nó là quân cảng Cam Ranh. Hiện tại Hải quân Nhân dân Việt Nam có trong biên chế tổng cộng 4 tàu hộ vệ tên lửa cỡ 2.000 tấn lớp Gepard 3.9, dự án 11661, tất cả đều được biên chế cho Lữ đoàn 162, trực thuộc vùng 4 Hải quân đóng tại quân cảng Cam Ranh. Một trong số nhiệm vụ huấn luyện hải trực sẵn sàng chiến đấu, mặc dù những chiếc Gepard có thể được cử đi hoạt động tại những vùng biển xa, tuy nhiên chúng đều trở về cảng nhà Cam Ranh để neo đậu. Chính vì vậy mới đây, một bức ảnh chụp tàu 011 Đinh Tiên Hoàng khi nó neo đậu sát chân cầu Bính tại thành phố Hải Phòng gây ra sự ngạc nhiên lớn. Được biết đây chính là cảng của nhà máy X-46, Cục Kỹ thuật Hải quân. Nhà máy X-46 chính là nơi đã tiến hành nâng cấp tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 18 lớp Po Hằng mà Hàn Quốc chuyển giao cho chúng ta. Do vậy, sự xuất hiện của tàu 011 Đinh Tiên Hoàng tại đây được kỳ vọng rằng sẽ có cải tiến trên con tàu sau khi nó hoàn thành công việc. Nhà máy X-46 có tên dân sự là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đóng và sửa chữa tàu Hải Long. Tiền thân của đơn vị là xưởng X-46 được thành lập trên cơ sở tiếp quản một xưởng đóng tàu của thực dân Pháp với nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm kỹ thuật cho các cano gắn máy cho hai thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng. Đến năm 1975, xưởng X-46 được đổi tên thành nhà máy X-46 và trở thành trung tâm đóng mới, sửa chữa tàu của Hải quân khu vực phía Bắc với nhiệm vụ trọng tâm, sửa chữa, đóng mới các loại tàu quân sự cũng như là tàu chở hàng. Năm 1993, nhà máy X-46 được Bộ Quốc phòng quy hoạch vào hệ thống doanh nghiệp quân đội với tên doanh nghiệp Xí nghiệp sửa chữa tàu Hải Long theo quyết định số 482 QĐ-BQP, được tên thành Công ty Hải Long thuộc Quân chủng Hải quân theo quyết định số 674-1999 QĐ-BQP ngày 13 tháng 5 năm 1999. Tháng 7 năm 2010, Công ty Hải Long được Bộ Quốc phòng chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đóng và sửa chữa tàu Hải Long theo quyết định số 2575 QĐ-BQP. Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị đảm bảo kỹ thuật cho các tàu của Hải quân khu vực phía Bắc, sẵn sàng sửa chữa đột xuất, sửa chữa cơ động cho các tàu Hải quân theo mệnh lệnh, đóng mới loại tàu quân sự, tàu chở hàng, tàu công trình, các loại tàu vỏ hợp kim nhôm, vật liệu composite và chế tạo các sản phẩm thử nghiệm cho Quân chủng Hải quân. Từ năm 2014 đến nay, nhà máy X-46 được quy hoạch, xây dựng, bố trí các khu vực, nhà xưởng hợp lý. Nhà máy có 9 khu xưởng sản xuất cho các ngành, vỏ tàu, động lực, van ống, điện, vũ khí, khí tài, cơ khí, mộc, vật liệu composite, phục vụ công tác đóng tàu, sửa chữa tàu, xuồng và cải tiến, đồng bộ trên tàu xuồng. Mặt bằng công nghệ của nhà máy được tổ chức thiết kế phù hợp, liên hoàn, đảm bảo bố trí nhà làm việc, điều hành, nhà kho, xưởng, các chiền ụ chìm và cầu cảng neo đậu tàu thuyền. Chiều dọc của nhà máy có trọng tải tới 1.500 tấn, khả năng hạ thủy tàu dài đến 100 mét, lượng dẫn nước tới 3.000 tấn. Hệ thống ụ chìm có thể đưa các tàu dài tới 40 mét, lượng dẫn nước hàng nghìn tấn. Nhà máy có 2 cầu cảng 400 tấn và 1.000 tấn, đồng bộ là các sản phẩm nâng phục vụ sửa chữa tàu với trọng tải lớn nhất gần 1.900 tấn, cùng hệ thống tời để di chuyển các tàu từ các nhà xưởng ra triển ngang triển dọc. Là trung tâm đóng tàu và sửa chữa tàu Hải quân, nhà máy được đầu tư mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị, máy móc hiện đại, bảo đảm sửa chữa toàn bộ các tàu mặt nước ở khu vực phía Bắc nước ta. Do vậy, X-46 hoàn toàn đủ năng sửa chữa, nâng cấp cho một chiến hạm lớn như chiếc Gepard 3.9. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.